Mẹ. Sao con? Sao? Bây giờ là nhìn con với mẹ là như hai mẹ con rồi chứ không phải là hai chị em nữa đúng không ạ? Ừ, bởi vậy. Con thấy không? Có cái bàn tay của mẹ vô là nó khác liền, con thấy không? Bây giờ nhìn rất là trẻ, trẻ hơn hồi nãy gấp bao nhiêu lần luôn á. Con cảm ơn mẹ. Sao con? Con thấy vợ con sao nè? Anh ơi, em có đẹp không? Đẹp. Cảm ơn anh. Hôm nay nhìn mặt yêu thích đấy. Mọi hôm chờ một tí là mặt nhăn nhỏ. Hôm nay như thế có phải là thích không? Nhờ. Mắc cười quá à. Con phải biết thương vợ con hiểu không? Chờ đợi vợ là một hạnh phúc của một người chồng. Trời ơi, chờ vợ trang điểm thôi mà, đúng không con? Vâng. Trời, con chờ bao lâu mà con nhăn nhó? Vợ đẹp là làm đẹp mặt mình. Hôm nay là em nhanh đấy. Bảo đâu anh xuống chờ lúc 6 giờ đúng không? Bây giờ mới có 8:15. Trời, chờ có 15 phút thôi à mà làm đấy. Gì nhăn nhó trời. Mẹ có nghe lộn thiếu mất số 2 không mẹ? À, thiếu số 2. Hả? Cái gì? Con 2 tiếng 15 phút cho cái bản mặt con luôn á hả? Trời đất ơi, thôi quá rồi. Thôi con làm vậy là thằng này mà nó chịu được á mới là lạ đó. Con trang điểm cái giống gì cái mặt con bôi đi bôi lại bao nhiêu lần mà 2 tiếng 15 phút? Thì con bị điên hả? Thì con cũng nghe lời mẹ con mới trang điểm. Một cái mặt cô dâu á, người ta trang điểm có 1 tiếng hay là 1 tiếng 15 phút thôi. Con đi ăn tiệc thôi mà con làm gì mà 2 tiếng 15 phút để nhỏ chờ dưới đây vậy? Mẹ bảo con mày thay make up đi thôi.